ăn mặc lịch sự thế này thì nỡ lòng nào đi bùng tiền của cái thằng bé đánh giày này. Lão giải. Chú ơi, cháu xin lỗi chú. Chắc là bọn nó thù cháu chuyện hôm trước nên hôm nay chúng nó mới đến trả thù chú. Ê, đưa tao lọ tương ớt. Hai anh ơi, hai anh đánh giày đi hai anh. Anh đánh giày em đánh sạch cho. Đánh ê. Vâng. Đánh cho bóng rồi. Nhẹ thôi. Vâng, đây đây đây. Đánh tao luôn này. À vâng. Đưa đôi dép đây. À vâng, đây đây đây. Em quên mất. Để anh. Thế hai anh đợi em một chút nhé. Em đánh nhanh rồi em vào. Nhanh rồi đấy. Vâng. Ê. Dạ. Lên. À vâng, mà anh đợi em một tí là xong ngay luôn đấy ạ. Lâu. À. Anh ơi. Giày của hai anh xong rồi đấy ạ. Ê. Dạ. Mày định làm ăn lều láo lấy tiền của anh à? Hả? Nhìn như này bảo xong rồi á. Đánh lại cho tao. Ôi anh nói thế nào á? Em đánh giày của anh để sạch bong kín kít rồi. Tao đánh lại này, đánh lại. Ôi thế anh đợi em tí nhá. Em ra đánh lại. Bẩn thỉu này. Mày có nhìn bọn tao đang ăn không? Nhìn mày tao buồn nôn, chả muốn ăn nữa đây này. Tránh ra chỗ khác. Chờ tao ăn xong tao giả. Có mấy cái đồng của bạn. Mày ba đến mày. Chủ quán. Chủ quán rồi. À, hai cậu có ăn thêm gì không ạ? Tiền. Dạ, hai bát là 60.000. Anh ơi, anh cho em xin tiền đánh giày vừa đấy. Tao đánh giày lúc nào? Tao đánh giày đâu? Em đánh giày cho anh mà. Cút! Anh ơi, cho em xin tiền đánh giày lúc bỏ anh... ra. Lúc này... Bỏ ra! Anh bảo anh em đánh anh ăn xong anh trả tiền em mà bây giờ anh tránh ra. Danh con này. Nếu lao quen. Sáng rồi em anh xin tiền đến để anh tiếp. Rồi nó lên. Rồi chưa? Nhưng mà tao này. Mày nhìn mà tao này này. Cho bọn tao dùng quy tiền đâu. Không cần đúng không? Thế thì đừng có lèm bèm nữa. Mày chưa ăn đòn ý. Mày chưa thôi à? Đánh. Mày muốn thế nào? Này. Hai cậu này. Tôi bán hàng nhưng mà tôi chứng kiến thằng bé này nó đánh giày cho hai cậu. Thế mà hai cậu ăn mặc lịch sự thế này thì nỡ lòng nào đi bùng tiền của cái thằng bé đánh giày này. Cả ngày nó kiếm được mấy đồng đi. Thôi thanh toán cho nó đi. Ông già nói xong chưa? Tôi nói xong rồi. Thế chuyện này có liên quan đến ông không? Không liên quan gì đến tôi cả nhưng mà... Không liên quan ý, bớt cái mồm đi. Nhá, còn muốn làm ăn ở đây chứ gì? Nói ý tôi, để hai anh này phá tan cái quán này ra ấy. Lúc đấy không trách bọn này nói trước.
Nói thật với hai cậu nhá, tôi lưu lạc khắp nơi làm ăn buôn bán ấy, cũng chưa ngại trường hợp nào đâu. Tùy hai cậu đấy. Thách tôi à? Ông thách tôi đúng không? Ê, thôi, thôi. Tôi không thách. Nhưng mà hai cậu dọa đánh thằng bé con, xong bây giờ lại dọa cả phá quán của tôi. Này, nói thật nhá, hai cậu làm được ấy thì làm đi. Công an phường ngay bên đường ấy kìa. Đấy, hai cậu làm đấy. Dọa bọn tôi gì? Tôi không dọa. Ê, thôi. Thôi. Hai chục. Mẹ tiền đánh rơi ơi. Cầm lấy đi. Rẻ rách. Đi. Thanh niên sức dài vai rộng. Anh hùng anh bá. Đứng lên cháu. Có làm sao không? Cháu không sao. Ừ. Cháu cảm ơn chú ạ. Không phải cảm ơn. Đi vào đây. Đi vào đây với chú. Đây, ngồi xuống đây. Thế từ sáng đến giờ mới đánh được có cái hai cái đôi của cái cậu thanh niên này phải không? Vâng ạ. Rõ cổ. Ngồi đây nhá. Vâng. Này, ăn đi cho nóng. Từ ngày mai ấy, cứ đến đây mà đánh giày cho khách nhá. Hết hàng rồi ấy thì ăn cháo với chú cho nó vui. Cháu cảm ơn chú ạ. Mấy ngày hôm nay cháu chả đánh được đôi giày nào cả. Toàn với anh bánh mì thôi chú ạ. Đói lắm. Rõ khổ. Dạ. Thôi, ăn đi. Ăn đi cho nóng, chú không lấy tiền đâu. Vâng, vâng, cháu cảm ơn ạ. Ờ. Chú thì tuy là không giàu, mỗi một ngày ấy thì chú cũng nấu vài bát cháo để bán cho khách. Vâng. Cứ đến đây mà đánh giày nhá. Vâng ạ. Thế rồi hai chú cháu ăn cháo cho nó vui nhá. Vâng. Ăn đi. Vâng. Cháo ngon lắm chú ạ. Đức ơi. Dạ. Xong việc chưa? Vào đây ăn cháo. Vâng. À, ăn đi cháu. Vâng. Hôm nay có đánh được nhiều giày không? Hôm nay cháu đánh được có mấy đôi chú ạ. Dạ. Mà chú này, hôm nào chú cũng cho cháu ăn cháo thế này thì làm gì mà có cháo cho khách ăn hả chú? Ừ, đấy không phải là việc của cháu. Việc của cháu bây giờ là ăn hết bát cháo này đi. Vâng. Thanh niên là phải ăn nhiều vào, ăn khỏe vào mới có sức khỏe mà làm chứ. Vâng, thì cháu xin nhá, cháu ăn đấy. Vâng. Thôi ăn đi cho nó. Này, hai cậu này làm cái trò gì đây? Tại sao lại đá ghế của tôi? Không giả đấy à? Đó này làm ăn có vẻ khá đúng không? Trời ơi, thế mà lại chả quan tâm đến mấy thằng cháu vất vả. Mình không làm thế. Gì tiền này? Tôi nói rồi nhá, không có tiền cho hai cậu đâu. Mời hai cậu đi cho. Ê, ông già Thích Lì à? Hả? Cũng muốn sắm lại bàn ghế mới không? Để bọn anh giúp. Cậu không phải đe dọa nhá. Tôi nói rồi, hai cậu làm được gì thì cứ làm đi. Phá đi. À, lão này cứng nhá. Thế này. Đúng không? Ai ui! Lão dài! Này! Đây là cảnh cáo nhá! Ngày mai không có tiền mà nộp ấy! Không có xác lên mày đâu! Thấy chưa? Đi! Chú ơi! Chú có làm sao? Chú không sao. Đỡ chú dậy. Để cháu lấy chú xin. Đi vào đây. Vâng. Chú không sao. Vâng. Chú ngồi đi ạ. À.
Thôi, ăn cháo đi. Ăn đi, rồi tí nữa chú dọn hàng. Chú ơi, cháu xin lỗi chú. Chắc là bọn nó thù giáo chuyện hôm trước nên hôm nay chúng nó mới đến trả thù chú. Cái thằng, không phải là việc của cháu. Đấy là chú cãi nhau với nó rồi nó đánh chú. Không sao cả, ăn cháo đi. Chú tâm sự với cháu nhé. Bắt đầu từ ngày mai ấy, là chú không bán hàng nữa. Chú đã xin làm công nhân ở trong khu công nghiệp rồi. Cháu chịu khó đi quá lên trên này này. Cái nơi mà có nhiều hàng ăn ấy mà đánh giày, chú không lo được cho cháu nữa nhá. Cháu ăn cháo đi. Chú đã bảo là không sao. Ăn cháo đi. Alo, vâng, chào anh. À, thế lâu nay anh chị có được khỏe không ạ? Dạ vâng ạ, thế này ạ, tôi gọi điện để làm phiền anh chị một chút. Dạ vâng, tôi muốn vay anh chị ít tiền. Cháu Nam nhà tôi ạ, cháu bị suy mất một bên thận rồi ạ, cần phải phẫu thuật gấp, không thì cháu mới chết mất. Nên là... Alo? 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 Chị Thu ạ? Vâng. Chị ơi, tôi muốn phiền chị một chút ạ. Dạ vâng ạ. Tôi gọi điện cho chị là muốn mượn chị một ít tiền ạ. Vâng, gia cảnh nhà tôi thì giờ chả còn xu nào. Mà cháu Nam nhà tôi thì... Alo? Alo? Mình à, thế nào rồi, có vay được ai tiền không? Mấy ngày hôm nay bọn đòi nợ nó cứ kéo đến đây suốt ý, chả biết làm thế nào bây giờ cả. Thôi cố gắng lên nhé. Thì cậu nhờ tôi làm, tôi đã tìm ra manh mối rồi. Cậu cứ nói luôn đi. Ông Lâm vẫn làm công nhân từ bấy đến giờ, kinh tế không được khá giả cho lắm. À đây, cậu xem đi. Con trai ông Lâm đang bị hỏng thận và rất muốn phẫu thuật nhưng chưa tìm được người tương thích. Vẫn chưa tìm được người tương thích à? Thế cậu đã gặp chú ấy chưa? Tôi có đến nhà nhưng không gặp. Nghe nói con trai chú ấy bị bệnh nên chú ấy đã phải đi vay mượn rất là nhiều. Hôm vừa rồi bị chủ nợ đánh. Và hôm trước chú còn đến đập phá nhà cửa. Và tôi cũng không biết chú ấy đi đâu cả. Thật không ngờ bây giờ chú ấy lại khổ như thế.
Cậu đi tìm chú ấy về ngay cho tôi. Tôi sẽ vào viện một chuyến. Thế ạ. Cảm ơn cậu nhé. Vâng. Cậu là... Chào tao chú ạ. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu giúp đỡ thì con trai tôi giờ này chưa biết thế nào cả. Cậu ơi, ơn này gia đình chúng tôi xin khắc cốt ghi tâm, có chết cũng không bao giờ quên. Mà thôi, chú cứ ngồi xuống đi đã, thưa cháu mình nói chuyện. Chú ngồi đi ạ. Chú không nhận ra cháu là ai ạ? Cậu là... Cháu là Đức, thằng bé đánh giày năm xưa đây chú. Ôi, Đức. Ôi trời ơi, thằng bé đánh giày năm xưa giờ đã khôn lớn trưởng thành như thế này, trông đĩnh đạc thế này thì làm sao mà chú nhận ra được. Mà Đức ơi, thế sao cháu lại biết hoàn cảnh của bố con chú mà tìm đến giúp đỡ thế hả? Suốt 10 năm qua cháu đi tìm chú mà không có tung tích gì. Cháu cũng cho người đi tìm. Vừa rồi cháu có vào viện, thấy em nhà mình đang nằm đấy. Và cũng may là thận của cháu với thận của em nhà mình lại tương thích đấy ạ. Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Đúng là ông trời có mắt. Không có gì đâu chú. Mà chú cũng đừng lo về số nợ của nhà mình nữa nhé. Cháu vừa cho người đi trả hết rồi. Bây giờ chú có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi đấy ạ. Số tiền nhiều như thế thì cháu lấy ở đâu ra hả cháu? Bây giờ cháu cũng có mấy cửa hàng rồi. Làm ăn cũng được lắm chú ạ. Nên chú không cần phải lo cho cháu đâu. Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Mà thôi, chú cháu mình đừng nhắc đến chuyện ân huệ nữa. Hôm nay cháu sẽ mời chú ăn một bữa thật ngon. Phải ngon như bữa cháo ngày xưa chú mời cháu đấy ạ. Đúng rồi, hai chú cháu mình sẽ phải ăn một bữa thật ngon để mà mừng ngày gặp lại chứ nhỉ. Vâng ạ. Này, biến, biến nhanh nhá. Ông đừng mà đứng vào cái camera của tôi nữa nhá. Hay là ông thấy gái xinh, ông cứ sấn lấn lên đây để ông dở trò à, hả? Nhưng mà chú muốn nhắc nhở cháu một điều thế này. Đây là nơi công cộng, cháu không được xả rác bừa bãi ra đây, mất vệ sinh lắm. Ôi trời ơi, ngu à. Là cô lao vào tôi đi chứ. Này 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 nhá, ông đứng ngay giữa đường giữa chợ như thế nhá. Ôi trời ơi, con điên này, con điên này. Nếu mà ngày hôm nay tao mà không bận ấy thì mày chết với tao nghe chưa. Tao sẽ móc mắt mày ra, tao sẽ đánh nát người mày ra luôn ấy. Tao nói cho mày biết nhá, mày định cái kịch là tao va vào người mày rồi tao rơi ví xuống đất rồi mày nhặt ví của tao rồi mày ngồi đây mày chờ tao đi qua để mày trả lại đúng không? Một là mày quỳ xuống chân tao, mày phải xin lỗi tao tha thứ. Hai là tao sẽ cho mày và cái ông già này lên đồn công an hết, gõ cổ hết luôn. Anh có nhận nhầm người không vậy? Alo, anh à? Ừ, anh đang làm gì đấy? Em biết rồi, em nhớ rồi, em sẽ ăn uống đầy đủ mà. Thế nhá. Ừ. Yêu thế nhỉ. Này cháu. Ôi dồi ôi, hãm thế nhở. Sao mà ông cứ đứng vào trong cái camera của tôi thế hả? Chú xin lỗi, chú không biết cháu đang chụp ảnh. Này, biến, biến nhanh nhá. Ông đừng mà đứng vào cái camera của tôi nữa nhá. Hay là ông thấy gái xinh, ông cứ sấn lấn lên đây để ông dở trò à, hả? Nhưng mà chú muốn nhắc nhở cháu một điều thế này. Đây là nơi công cộng, cháu không được xả rác bừa bãi ra đây, mất vệ sinh lắm. Biết, lão đầu dạy đời khác nhá. Tôi nói cho ông biết tôi mà không xả rác ở đây thì lấy đâu ra rác để cho ông nhặt? Lấy đâu ra công việc để cho ông làm? Ông cũng nhặt rác, ông bán kiếm tiền đấy thôi. Lao động rồi, lao công rồi, lại còn bày đặt dạy đời người khác, vô duyên.
là cô lao vào tôi đấy chứ. Này 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 nhá, ông đứng ngay giữa đường giữa chợ như thế nhá. À, cái lão già này lại là cái lão già lao công hôm trước. Tôi nói cho ông biết, tại sao ông không nhằm vào những cái lúc buổi đêm để ông dọn rác đi. Giữa đường giữa chợ đông người như thế này, ông cứ dọn cái gì mà dọn hả? Ngày nào cũng có bao nhiêu người xả rác bừa bãi ra như cô, cho nên đội lao công môi trường mới bị quá tải đấy. Thôi đi, tôi nói cho ông biết, phải có những người như tôi trả lương cho các ông thì các ông mới có lương để mà sống đấy. Làm cứ như kiểu thanh tao đẹp đẽ lắm ấy, dù gì thì cũng chỉ là một lão già hót rác mà thôi. Từ từ thôi, không là nghẹn đấy. Vâng ạ, tại con đói quá, mấy hôm nay chẳng có gì vào bụng vào ông ạ. À, ông ơi, nãy con có nhặt được cái ví này, con đợi mãi, còn chẳng thấy ai qua để trả lại. Nếu như không có ai quay lại để lấy ví, thì con cứ mang lên đồn với anh công an phường nhé. Vâng ạ. Hoàn lắm. Ơ, cái cô này làm cái gì đấy? À, con này. Sao con lại đánh nó, hả? Mày có phải lúc nãy mày cố tình mày va vào từ người tao để mày lấy ví tiền của tao đúng không? Hả? Chắc chắn rồi. Tại sao tôi lại đánh con này à? Phải đánh đi cho nó chừa đi cái tội ăn cắp ăn trộm, hiểu chưa? Chị còn ơi, ông đấy, tôi mà thấy ông xen vào tôi đánh luôn cả ông đấy, ông có tin không? Chị ơi, em không lấy ví của chị đâu ạ. Hôm nay em nhặt được của chị, em mới định tìm chị để trả lại. Tao nói cho mày biết nhá, mày định cái kịch là tao va vào người mày rồi tao rơi ví xuống đất rồi mày nhặt ví của tao rồi mày ngồi đây mày chờ tao đi qua để mày trả lại đúng không? Làm gì có cái của gì dễ hốp như thế hả em? Đúng rồi đấy, lúc nãy con bé là vừa kể với tôi xong. Nó nhặt được cái ví và đang chờ người quay trở lại lấy. Và tôi còn dặn nó là nếu không có ai quay trở lại lấy thì cứ mang lên đồn công an. Cô chưa hỏi han gì cả, đã vội vàng đánh nó. Khổ thân con bé, nó có ý tốt. Tội nghiệp con này á, khổ thân nó có ý tốt á. Này 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 nhá, hai ông cháu này nhá, diễn kịch tốt vừa phải thôi nha. Không người đi đường đi qua lại tưởng là tôi bắt nạt hai ông cháu nhà nghèo. Đừng có mà vừa ăn cắp vừa lá làng nhá. À, còn cái loại mày nhá, tao sẽ không nói nhiều với mày đâu. Một là mày quỳ xuống chân tao, mày phải xin lỗi tao tha thứ. Hai là tao sẽ cho mày và cái ông già này lên đồn công an hết, gõ sổ hết luôn. Này, tôi nói cho cô biết, dù người ta có nghèo đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng không được xúc phạm nhân cách của người ta như vậy. Nhất lại là con bé này nó còn chưa lớn. Này, ông mà có nhân cách mà ông nói câu đấy à hả? Này, tôi muốn nhắc nhở cô một điều. Khi mà sự việc chưa rõ ràng thì cô không được quy kết đổ oan cho người khác như vậy. Chị ơi, em thề với chị là em không lấy ví của chị. Em nhặt được, em đợi chị đi qua để em trả lại ạ. À, này nhá, ông già kia nhá, con bé này nhá, mày đừng có mà nhờ mặt tao nhá. Một là mày quỳ xuống, hai là lên đồn công an. Muốn như nào hả? Trong tương lai của em tới rồi. Có chuyện gì mà em gọi anh đến đây gấp vậy? Anh có biết không, ông già này với cái con bé này nhá, dám dàn cảnh để ăn cắp ví tiền của em. Thật là không chấp nhận được anh ạ. Anh phải ra đánh cho nó một trận đi. Trong tương lai của cô đây á,
Đúng rồi. Bố, sao bố lại ở đây ạ? Mà chuyện này như thế nào ạ? Bố anh á? Ông già bẩn thỉu này lại là bố của anh á? Anh có nhận nhầm người không vậy? Vâng, cái ông già bẩn thỉu này là bố của thằng Hiếu đấy. Thì ra cô là cô gái mà thằng Hiếu nhà tôi định chiều nay dắt về ra mắt tôi đây chứ gì cả. Dạ vâng ạ, đây là Hồng Anh, người yêu của con. Nhưng mà chuyện này như thế nào ạ? Anh ơi, em thề em không lấy ví của chị ý. Em nhặt được, xong đợi chị ấy quay lại để em trả. Em không có ăn trộm ăn cắp gì đâu ạ. Anh mà chị, tha cho ông nhá. Ông là người tốt lắm. Ông quét dọn sạch hết cái công viên này, không có tiền công gì nữa. Ông còn cho em ve chai để em bán nữa đây này. Còn cho em đồ ăn. Hồng Anh. Dạ. Anh thật không thể ngờ là em có thể đối xử người già và trẻ con tệ đến như vậy đấy. Không phải đâu, tại vì bác ấy... Tại vì em nghĩ là bố anh là người nghèo nên khinh thị, coi thường đúng không? Không, em không có ý đấy. Không phải đâu anh ạ. Tại vì em... Kể cả người hôm nay không phải là bố của tôi thì cô cũng không được phép làm như vậy. Những người có vẻ đẹp bên ngoài nhưng nội tâm lại xấu xí như cô không xứng đáng để tôi yêu. Tôi nghĩ là ấy, dừng mối quan hệ đi, chia tay. Thôi em xin lỗi mà. Bố, mình về thôi. Cô bé này chắc là con bé con ngoan mà bố hay nhắc đến đúng không? Đúng rồi mà. Hôm nay về nhà anh ăn cơm nhá. Đi thôi bố. Các người ấy cứ chờ tôi đấy. Bây giờ cô mới biết cô ngu à? Và biết rồi thì cút đi. Đứng đây làm gì nữa? Đây, nhìn sản phẩm của chế bán đi. Bé xấu từ lớp mầm, xấu sang trung cấp, xấu sập bờ đê, xấu lát bệnh viện, xấu mất điện. Và bích tích cô, xô xấu solo không ai bằng. Cũng ý, xinh lồng lộn hết. Này, nếu mà thèm dai ấy thì đi ra ngoài đường tìm lấy mấy cái thằng xấu số bẩn bẩn của cô ấy cho nó cùng chung đẳng cấp trẻ rách, nghe rõ chưa? Này, mày có biết quạ không thể ngồi chung mâm với công được không? Với cái bản mặt chó nó cũng không thèm người của mày. Vậy mày nghĩ mày có tư cách gì để ngồi lên người yêu tao? Anh, em muốn cô ta ở đây. Anh mau đuổi cô ta đi. Nghe tiếng gì chưa? Cút. Tại vì tôi quá ngu nên mới tin tưởng lại đâu khốn nạn như anh đúng không? Bây giờ cô mới biết cô ngu à? Mà biết rồi thì cút đi. Đứng đây làm gì nữa? Thank you.
Anh là... Anh cái gì mà anh? Chị! Chị hiểu chưa? Rớm ạ! Bé có phải là cả một đứa ân oán không? Chị đã hoa hồng trên ngực trái đấy. Giời ơi, ớ với ơ cái gì? Lại thất tình lên mạng chat chít để trả thù cái thằng kia cái gì? Dầm ba cái trò đấy, chị biết hết. Dẹp. Mấy tuổi rồi mà chơi cái trò trẻ con đấy. Lên mạng ý, rồi ai gặp mấy thằng lừa cho, chết dở. Chị hiểu chưa? Cảm ơn cưng nha. Đây, chế nhìn mặt, chị biết ngay. Đúng đêm đen rồi đúng không? Hả? Đúng đêm đen đúng không? Đây, nhìn chị đi, bóng lộn chưa? Đây, nhìn sản phẩm của chế bán đi. Bé xấu từ lớp mầm, xấu sang trung cấp, xấu sập bờ đê, xấu lát bệnh viện, xấu mất điện, tòa bít tích cô. Xô xấu solo không ai bằng. Cũng ý, xinh lồng lộn hết. Thế hóa ra anh... À, chị hẹn hò với tôi rồi chat chít với tôi chỉ để bán sản phẩm thôi ạ. Trời ơi, bé lại ngây thơ rồi. Bảo sao ý, bé toàn bị cắm sừng thôi. Thương cho số phận của bé bị cắm sừng như con tuần lộc, thì chế tặng cho bé một bộ sản phẩm và dùng thử nhá. Bé phải thay đổi bộ mặt của bé đi mới là cách trả thù thông minh nhất, hiểu không? Bé phải hiểu cơ. Này, dùng thử đi, xinh lắm. Cái này là... Đây là sâm, còn đây là thuốc mọc tóc đấy. Hàng xịn, uống đi xinh lắm. Đây. Đấy. Đây, của Vin mọc tóc nữa xinh luôn. Tóc mượt mà ấm ả lắm đấy. Thật. Nhìn đi, chế đẹp mà. Cứ tin chế đi. Chắc chắn là xinh. Tôi cảm ơn. Không có gì. Đây, chế tặng dùng thử nhá. Đấy, cầm về. Bây giờ thì em đã hiểu tại sao con người yêu cũ anh nhìn vừa xấu vừa hèn mạt như thế rồi đấy. Anh xem đi, từ cái lúc mà em về ở với anh, bao nhiêu việc cũng đến tay em. Bây giờ em sắp sống thống nó rồi đấy. Cô nói nhiều thế. Có dăm ba cái việc nhà không làm được, chứ thì làm phụ nữ làm cái gì? Bọn sinh của cô. Anh đi đâu đấy? Chào em có phải là cô gái đã 3 số 8 không? Anh xin tự giới thiệu, anh là Hưng. Minh. À,
được lắm. Ngày trước ta đuổi mày như một con chó, bây giờ mẹ lại quay lại để cướp bồ bà mày à? Ai người giỏi lắm. Ngày xưa là chuyện của ngày xưa, còn bây giờ cô nhìn lại mình đi, đủ tư cách nói chuyện với tôi không đấy hả? Xấu xí quê mùa. Cô này, cô xấu xí đến mức bị thần kinh rồi đấy ạ. Tôi nói cho cô biết, anh, cô đừng có mà động đến My, tôi sẽ không để cho cô yên đâu. Tốt nhất là cô cút khỏi đây, tránh ra. Anh, em không cần phải sợ, có anh ở đây rồi sẽ không ai làm gì được em. Đồ khốn nạn, coi như là tôi mù đi. Sao lại đấy anh? Sự khốn nạn của anh chỉ chuyển từ con đàn bà này sang con đàn bà khác thôi đúng không? Em, tôi dựng cái trò chát chít qua mạng này chỉ với một mục đích duy nhất là lột bộ mặt đê tiện của anh mà thôi. Cô, tôi không phải là mò để mà nhai đi nhai lại cái loại rác phế thải như anh đâu, hiểu chưa? Còn cô, nhìn cô như thế này tôi cũng hiểu là quả báo đến với cô sớm mà. Bốn nạn đứng chung với đê tiện, hợp nhau lắm. Mày ba, mày, mày biết vì sao mày xấu như thế này không? Vì mày ngu. Mày biết vì sao ấy Nhi thì chắc như vậy thôi. Thì Nhi dùng xong tôi nữa cứ tốt mọc tóc rất hay đấy. Mày xem lại cái bản mặt của mày đi, thông minh lên tí đi nhá. Tối qua ấy, chị bán cho. Bắt đầu lên ạ.